Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một loại giáng hương lai màu cam. Mặt hoa của nó thì cũng nhỏ thôi. Hoa nó màu vàng, rồi bên ngoài nó có cái viền màu cam. Rồi cái lưỡi của nó thì có điểm màu hồng. Loại này thì mình gọi nó là giáng hương cam. Hoa của nó có hương thơm nhẹ. Loại này mình trồng cũng rất là dễ hoa. Và cái size cây mình đang quay đây là hàng Thái mới về. Hồi xưa mình có nhập một lô về trồng để bán thì thấy rất là dễ hoa. Và mình đã bán hết cái lô đó lâu lắm rồi. Và hôm nay mình mới gặp dịp để nhập lại cái lô này. Và mật độ cho hoa thì mình thấy là cũng dễ hoa. Và cây này là cao tầm khoảng 25 cm. Và giá thành của nó là 180.000 một cây. Và đây là hàng bên Thái mới về.